Hello, xin chào quý anh chị đã quay lại với cái video hôm nay. Hôm nay mình xin chia sẻ với anh chị một mã cổ phiếu đó là HBG. Thì anh chị nào đã tham gia vào cổ phiếu này rồi tiếp tục nắm giữ, và anh chị nào chưa có hàng thì đặc biệt phiên ngày mai thì có thể bắt đầu túc tắc gom hàng được đối với cổ phiếu này. Thì cổ phiếu này trong cái giai đoạn vừa rồi thì nó đang có một cái nền giá tích lũy, anh chị thấy là một nền giá tích lũy khá dài không? Theo mô hình giá thì ở cái giai đoạn này nếu mà cổ phiếu này nó bắt đầu nó phá những cái mô hình này nó tăng lên thì đây là một những cái giai đoạn mà cổ phiếu nó đã xác nhận những cái tín hiệu tăng tăng lại sau một cái nhịp điều chỉnh tích lũy đối với HBG. Thì ở cái giai đoạn này thì anh chị có thể mua quanh ở vùng giá 53 nha anh chị, 53, và khi nó vượt lên vùng giá 54 thì anh chị có thể gia tăng thêm, vì khi nó vượt lên vùng giá 54 thì nó xác nhận một tín hiệu tăng giá về cái mặt ngắn hạn đối với cổ phiếu này, và khả năng rất cao nó sẽ mang lại cho mỗi anh chị một cái lợi nhuận khá lớn đối với HBG. Thì mình sẽ đi phân tích về cái mặt ngắn hạn để anh chị có một cái nhìn tổng thể hơn, để cho anh chị an tâm hơn về cái phiên giao dịch ngày mai có thể mua được nha anh chị. Thì anh chị nhìn lên cái chart đồ thị thì anh chị thấy là về cái mặt ngắn hạn thì phiên hôm nay anh chị thấy là đó đã có những tín hiệu tăng từ những cái giai đoạn này, nó đã hình thành lên những cái tín hiệu tăng ngắn hạn rồi anh chị. Nếu mà sáng thì em đã có tín hiệu cho anh chị tham gia cái giai đoạn này rồi, thì nó túc tắc nó tăng lên về cuối phiên này thì anh chị thấy là HBG thì nó đang có một cái tín hiệu khá tốt cho phiên giao dịch ngày mai. Về cái mặt ngắn hạn đối với cổ phiếu này thì chỉ cần nó vượt lên được cái vùng giá 54 thì nó sẽ xác nhận một tín hiệu tăng nha anh chị, tăng tiếp cho cổ phiếu này trong giai đoạn tới. Thì phiên ngày mai đó giao dịch cỡ đâu đó 9 giờ 30 nha anh chị, tới 10 giờ thì cái cổ phiếu này nó sẽ có một cái tín hiệu tăng giá. Nếu nó xác nhận được cái tín hiệu tăng giá thì nó sẽ bật tăng lên về những cái vùng đỉnh như đâu đó vùng giá 54. 54 là một cái vùng mà vùng cản về cái mặt ngắn hạn. Có khả năng anh chị nhìn đến đây anh chị chưa hiểu tại sao 54 là cái vùng giá đó là cần thiết để cổ phiếu này nó vượt qua để nó xác nhận một tín hiệu tăng tăng mạnh trong thời gian tới. Thì anh chị cứ biết vùng giá 54 là cái vùng đỉnh ngắn hạn đối với cổ phiếu này nó cần phải vượt qua. Thì ở những cái vùng giá 53 trên 53 thì anh chị có thể túc tắc gom hàng được đối với cổ phiếu này nha anh chị. Khả năng rất là lớn cổ phiếu này sắp tới nó sẽ mang lại cái lợi nhuận cho anh chị nhà đầu tư. Nếu như anh chị nhà đầu tư nào tham gia đối với HBG có lợi nhuận MGP thì có thể chuyển cái số tài khoản bên dưới nha anh chị. Còn đặc biệt hơn, nếu mà anh chị nào quan tâm thì mình muốn kết bạn với nhau, kết bạn bốn phương anh chị, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới với số điện thoại Zalo của em, và nhớ đăng ký ủng hộ cái kênh này nha anh chị, để nó càng ngày càng phát triển và mình tạo ra một cái giá trị cho anh chị nhà đầu tư nào mà mới vào thị trường hoặc là vào lâu rồi thì mình có thể liên kết với nhau. Sau này mình sẽ đồng hành và làm việc với nhau hiệu quả hơn, tốt hơn, có những mã cổ phiếu tuyệt vời hơn thì mình sẽ cùng nhau hoa thơm thì mỗi người hưởng ít anh chị. Ok, xin chào và hẹn gặp quý anh chị vào cái mã cổ phiếu tiếp theo nha. Rất mong được sự ủng hộ anh chị và rất mong anh chị sẽ kiếm được một cái lợi nhuận lớn đối với HBG sắp tới. Xin chào và hẹn gặp quý anh chị vào cái video tiếp theo.